Cái chủ đề 5 nhé là phương pháp mô đun hóa số phức. Thực ra cái phương pháp này là chỉ dùng khi ta có các cái biểu thức dạng gì? Mô đun số phức mà thôi. Còn đâu phương pháp cơ bản nhất của nó vẫn là gì? Gọi Z bằng A cộng BI, Z ngang bằng A trừ BI, và mô đun của Z thì bằng căn của A bình cộng B bình, thay vào biểu thức đề bài và giải hệ, đúng chưa? Thì đấy là cái cách làm cơ bản mà từ trước nay ta vẫn làm. Tuy nhiên cái cách đấy thì nó hơi bị dài chỗ là ta phải giải hệ phương trình, mà có nhiều cái hệ giải nó khó, đúng không? Có nhiều cái hệ giải khó. Ví dụ như cái đề 5 hôm trước mọi người làm ấy, câu 42 đúng không? Thì những ai đã làm giải hệ rồi thì thấy nó dài, nó khoảng tầm nửa trang giấy. Còn nếu làm theo phương pháp này chắc là khoảng tầm 5-6 dòng thôi, mà nó không phải AB thì cả, không phải giải hệ, đúng chưa? Đấy. Điều kiện để làm được cái loại này là em phải biệt lập được cái Z ra. Em cứ nhớ là em phải biệt lập được Z ra. Có thể em đọc lý thuyết thì trông hơi mông lung lằng ngoằng, không áp dụng được. Nhưng mà để làm được cái phương pháp này thì em phải đưa được Z về một vế, hiểu chưa? Vì sao? Vì Z thì có ẩn y ở bên trong, đúng không? Có cái số phức, cái đơn vị ảo bên trong. Nhưng Z ngang là cái gì? Cái mô đun của Z là cái gì? Nó là một hằng số. Mô đun của Z là một số thực rồi còn gì, đúng không? Như vậy khi em tính mô đun hai vế thì mô đun của Z ngang, của Z và của gì? Mô đun của Z nó khác. Mô đun của số thực bằng gì? Bằng chính nó, đúng không? Nhưng mô đun của Z thì sẽ là gì? Trị tuyệt đối của Z mình đóng vào, chính là căn của A bình cộng B bình mà, đúng không? Như vậy em phải đưa được gì? Z sang một vế, nó tách biệt ra. Thế bây giờ ta lấy luôn ví dụ cụ thể. Bài 1 đi. Ví dụ luôn câu 1 nhá. Người ta cho cái đề bài như này. Người ta bắt tìm S bằng 2X cộng 3Y. Thì nếu như bình thường, bọn em sẽ gọi ngay là Z bằng AX cộng YY này. Mô đun Z bằng căn của X bình cộng Y bình, đúng không? Em nhân tung phá ngoặc và cho phần thực bằng phần thực, phần ảo bằng phần ảo, có phải giải hệ phương trình không? Câu này là một câu dễ vì nó cũng đơn giản, nó ngắn thôi, thì em giải hệ hoàn toàn có thể ra được, đúng không? Được chưa? Đấy là cách theo bình thường. Và sau khi em giải ra Z thì em sẽ có hai đáp án, đúng không? Thường em giải hệ sẽ ra hai đáp án thì người ta đã cho sẵn một thằng mô đun phải lớn 3 thì mô đun nhỏ 3 loại mà, đúng không? Được chưa? Còn bây giờ ta làm theo cách mới của mình là gì? Em cứ có cần phải chuyển 2 cộng y sang không? Phải chuyển sang. Vì sao? Nếu em cứ thế lấy mô đun thì bên vế trái mô đun rất khó. Trong cái Z có y, thế cái y đấy với cả cái y ở chỗ 2 cộng y kia thì em biết ghép vào như nào với nhau, đúng không? Để ghép được lại phải gọi x cộng y, đúng không? Như vậy bắt buộc em phải để Z về một vế và cái 2 cộng y kia em chuyển sang vế bên kia, hiểu chưa? Còn nếu cứ thế lấy mô đun thì không lấy được mô đun vế trái, do Z và y đang bị chồng lấn với nhau về cái chữ y đấy. Có hiểu không? Như vậy ta được này, Z bằng nhân tung ra nhá, trị tuyệt đối của Z cộng trị tuyệt đối của Z nhân y trừ 2 trừ y, chuyển vế vào vế phải nhân tung ra mà, đúng không? Z bằng tiếp trị tuyệt đối của Z trừ 2 cộng với mở ngoặc trị tuyệt đối của Z trừ 1 đóng ngoặc nhân y, đúng không? Ta nhóm y nhân được chung gì? Cái này hiểu không? Dòng đầu là nhân tung chuyển vế mà. Z bằng trị tuyệt đối của Z cộng trị tuyệt đối của Z nhân y, thì là nhân tung vế phải, chuyển 2 cả y sang là trừ 2 trừ y. Sau đó dòng sau là vế phải nhóm y làm nhân được chung, đúng không? Để ra tách phần thực phần ảo riêng gì? Phần thực của vế phải sẽ là trị đối Z trừ 2, phần ảo là cái ngoặc, đúng không? Bây giờ ta mới lấy mô đun hai vế này. Vế trái mô đun ra bằng gì? Trị tuyệt đối của Z, AB gì ở đây? Nó là trị tuyệt đối của Z, đúng không? Vế phải căn của mở ngoặc trị tuyệt đối của Z trừ 2 đóng ngoặc bình, phần thực bình mà, đúng không? Cộng với mở ngoặc trị tuyệt đối của Z trừ 1 đóng ngoặc bình. Đúng chưa? Đến đây hiểu chưa? Bình phương hai vế để mất căn, đúng không? Vế trái là một số thực, bình phương lên thì vẫn là trị tuyệt đối của Z bình, đúng không? Ta có này, trị tuyệt đối của Z bình bằng vế phải, khai triển đẳng thức ra nhá, trị tuyệt đối của Z bình trừ 4 lần trị tuyệt đối của Z cộng 4 cộng với trị tuyệt đối của Z
bình trừ 2 lần trị tuyệt đối của z cộng 1 đúng không? Em vứt tất cả về một vế trở thành phương trình bậc 2 của trị tuyệt đối z chưa? Bấm máy ra z chưa? Tự làm nốt, biết đi. Z mất này. Suy ra ta được này. Trị tuyệt đối của z bình trừ 6 trị tuyệt đối của z cộng 5. Chẳng cần bấm máy. A cộng B cộng C bằng 0 đúng không? Một nghiệm là trị tuyệt đối của z bằng 1, một nghiệm là trị tuyệt đối z bằng 5. Mà điều kiện là trị tuyệt đối z lớn bằng 3 đúng không? Đúng chưa? Thế thì ta sẽ ra là trị tuyệt đối z bằng 5 là thỏa mãn. Nhưng đây chưa phải đáp án. Vì sao? Người ta hỏi là 2x cộng 3y chứ không hỏi là cái trị tuyệt đối của z bằng 5. Được chưa? Bây giờ làm gì tiếp? Đừng. Bây giờ làm gì tiếp? Ai làm được? Ta có trị đối z bằng 5 thì thỏa mãn rồi. Nhưng từ đấy phải suy ra xy. Từ đấy phải suy ra xy. Thì suy như nào? Căn A bình cộng B bình bằng 5 à? Căn x bình cộng y bình bằng 5. Thế em làm được cái gì nữa? Người ta hỏi 2x cộng 3y mà người ta hỏi x cộng y đâu hoặc xy đâu. Thay vào cái phương trình đầu tiên kìa đúng không? Xong ta bấm máy số phức thôi. Thì ra được xy chưa? Bấm đi. Z bằng, đây là một cách thôi, lát nữa cách khác. Z bằng, em bấm máy đi. 5 nhân 1 cộng y chia cho, à trừ đi 2 cộng y đúng không? Chuyển sang chế độ số phức. 5 nhân mở ngoặc này, 1 cộng y đóng ngoặc trừ đi 2 trừ y bằng 3 cộng 4y. Thế có phải x bằng 3? 3 cộng 4y này. 3 là 6, 6 với 12 là 18. Như vậy ta có đáp án A chưa? Hiểu phương pháp chưa? Em bảo rồi, ai nghe được cái video ở đề 5 đã chữa rồi mà mọi người hiểu được thì sẽ dễ. Đằng này có người còn hỏi video gì. À, chị Trang lại ngáo ngáo đây. Em hiểu rồi. Bên này hiểu chưa? Ok nhá. Ngoài ra có một cách khác. Nghe tiếp này, ngoài ra một cách khác. Khi em tìm được mô đun của Z bằng 5 rồi đúng không? Em cứ bịa xem cả cái số phức nào mà có mô đun bằng 5 thì nó thỏa mãn. Có những câu mò nó đơn giản hơn. Bịa nghe nhá. Trường thứ nhất, Z bằng 5 luôn. Mô đun vẫn là 5 đúng không? Trường thứ hai, Z bằng 5y. Mô đun cũng bằng 5 đúng không? Nhưng nếu 5 cả 5y thì 5 x 2 10 cả 5 x 3 15 không có đáp án. Đúng không? Thế ta còn trường hợp là 3 4 không? Những trường hợp quen thuộc thôi mà. Hiểu chưa? Bên này hiểu chưa? Câu 2. Gian đun sai luôn á. Ít nhất là 50 50 đúng. Vì sao? 18 9. Đúng không? Câu 2. Ở vế trái cả vế phải đều thấy có z đúng không? Nhân tung hết các loại ngoặc ra, nhóm z làm nhân được chung. Bắt buộc em phải đưa z độc lập mà. Đúng không? Tự làm nào, bắt đầu biết làm rồi, bắt đầu tự làm. Z trừ 4 bằng z ngang cộng y nhân z ngang. Xin lỗi, cứ đọc quen z ngang, chỉ đối z nhá. Trừ 4y cộng 3zy. Chuyển về nhóm z nhân được chung này. 1 trừ 3y bằng vế trái là z nhân 1 trừ 3y. Vế phải để phần thực phía trước này. Mô đun của z cộng 4 cộng với mở ngoặc mô đun của z trừ 4 đóng ngoặc nhân y. Đúng chưa? Thế sau khi độc lập được với z rồi thì ta lại lấy mô đun hai vế đúng không? Biết được chưa? Mô đun vế trái được cái gì? Nhìn nó kỹ này. Mô đun của 1 trừ 3y bằng mấy? Có phải căn 10 không? Căn 10 nhân với trị tuyệt đối của z. Mọi người lưu ý ta có mô đun của một tích thì bằng tích các mô đun đúng không? Thế ta sẽ có mô đun của z nhân mô đun của 1 trừ 3y thì bằng căn 10 nhân mô đun z. Bằng vế trái lại là căn của này, mở ngoặc trị tuyệt đối z cộng 4 tất cả bình cộng với trị tuyệt đối của z trừ 4 tất cả bình
Đúng chưa? Bình phương hai vế lên. 10 nhân trị đối z bình bằng bên kia khai triển. Thực ra bọn em khai triển được không khai triển được, lấy máy tính cho bà bấm shift can đúng không? Để máy giải hộ mình mà, đúng chưa? Thôi ta cứ khai triển nha cho vui tính tí nhá. Trị tuyệt đối của z tất cả bình cộng với bình kia là 2 lần trị đối z bình, anh nhẩm luôn. 8 trị đối z với trừ 8 trị đối z mất cộng 32. Đúng chưa? Suy ra chuyển vế là 8 trị tuyệt đối của z tất cả bình bằng 32. Thì suy ra trị tuyệt đối z bằng mấy? Bằng trị đối z bình bằng 4 thì trị đối z bằng cộng trừ 2 đúng không? Sai. Trị tuyệt đối z bằng cộng trừ 2 nhưng mà trị đối z là số dương. Đúng không? Thì không có chuyện bằng âm 2 được. Nên ở đây ta chỉ có thể là gì? Trị tuyệt đối của z bình bằng 4 thì suy ra trị tuyệt đối của z bằng 2 thôi. Còn mọi người mà cứ máy móc như kiểu x bình bằng 4, x bằng cộng trừ 2 là sai. Hài hiểu chưa? Ôi xong rồi, trị đối z bằng 2 thì lại thay lên trên đúng không? Hoặc là ta nhẩm thử xem. Nếu lấy luôn 2, 2 là 4, ồ có đáp án C kìa. Trị đối z bằng 2 nhá, thì ta lấy luôn số thực đi, z bằng 2 đi, đúng không? Hoặc là lấy số thuần ảo là z bằng 2y đi, thì mô đun đều bằng 2 đúng không? Đúng chưa? Như vậy ta có ngay đáp án C, 4 đúng không? Được chưa? Như vậy ta chọn z bằng 2 hoặc z bằng 2y thì a bằng 2 thì sẽ là gì? A à, không được rồi. Không được. Mọi người vẫn phải giải lên, vì sao? Z bằng 2 thì ta ra 4 nhưng mà z bằng 2y ta lại ra 6 cơ đúng không? Thì ta đang có hai đáp án đều có thể lấy được. Thế thì một trong hai đáp án 4 cả 6 là đúng. Đúng không? Tốt nhất là mọi người lại thay lên cho ăn chắc nào. Thay vào cái đề bài z trừ 4 bằng 1 cộng y nhân với 2 trừ 4 trừ 3z nhân y, suy ra z bằng, thay dòng thứ hai của mình ấy, 2 cộng 4 là 6 này, 6 trừ 2y, 6 trừ 2y mà chia cho 1 trừ 3y đúng không? 1, 2 này, 6 trừ 2y chia cho 1 trừ 3y bằng 6 phần 5 cộng 8 phần 5y à? Đúng không? 6, đúng rồi, 6 phần 5 cộng 8 phần 5y. 6 phần 5 mà cộng 8 phần 5 thì sẽ là 12 phần 5 cộng với 24 phần 5 đúng không? Đúng chưa? 12, 8, 3, 24, 12, 24, 6 phần 5 và 8 phần 5 mà đúng không? Sau đó em thay vào chỗ F bằng 2A cộng 3B đi. 12 phần 5 cộng với 24 phần 5 thì phải bằng 36 phần 5 là 7,2 cơ. Đúng không? Như vậy đáp án phải là 7,2 mới đúng. Được chưa? Sửa lại nhá. Kiểm tra lại một lần xem mình có làm sai ở đâu không đã. Nghiệm thì ra đẹp rồi. Z bằng 2 2, 4 là 6 này. 6 trừ 2y chia cho 1 trừ 3y. Đúng rồi, ok. Được chưa? Như vậy ra là gì? F bằng 7 phần 2, à 7,2. Tiếp tục câu 3 này. Câu 3 nhá. Câu 3 thì bây giờ mọi người biết cách làm rồi đúng không? Lại phải nhân tung ra để dồn z về một bên gì? Trị tuyệt đối của z nhân z trừ 4 trị tuyệt đối của z trừ y nhân trị tuyệt đối của z cộng 2y bằng 5z trừ yz. Nhóm z làm nhân tử chung ta được gì? Z là nhân tử chung ta được là trị tuyệt đối của z
trừ 5 cộng y bằng 4 trị đối của z cộng với mở ngoặc trị đối của z trừ 2 đóng ngoặc nhân y, đúng không? Bây giờ lấy mô đun 2 vế. Mô đun 2 vế ta được gì? Trị tuyệt đối của z nhân với căn của mở ngoặc trị đối của z trừ 5 tất cả bình cộng 1 bằng căn của 16 trị đối của z bình cộng trị đối của z trừ 2 tất cả bình. Hiểu được phương trình toàn là ẩn trị đối z chưa? Mà bình phương lên thì phương trình này thì em sẽ bấm được xem ra bao nhiêu nghiệm, đúng không? Có bao nhiêu nghiệm thì có bấy nhiêu số phức z thỏa mãn gì? Đúng chưa? Mọi người bấm đi. Mà đây rõ ràng là phương trình bậc 3 rồi, đúng không? Bình phương lên bậc 4 chứ. Tính đi nhanh lên. Được chưa? Bấm máy ra đáp án A nhé. Câu 4 đề cho là 3 trừ 4y nhân z bằng trừ 4 trên z bằng 8, đúng không? Bắt buộc ta vẫn phải độc lập cái z lại gì? Thì ta sẽ được là gì? 3 trừ 4y đóng mở ngoặc nhân z bằng 4 trên trị tuyệt đối của z cộng 8. Đúng chưa? Ta lấy mô đun 2 vế ta được này. 3 trừ 4y mô đun ra có phải là 5 không? Như vậy 5 nhân trị tuyệt đối của z bằng, bây giờ bên em mới phải để ý vế phải này. Vế phải là cái gì? Vế phải là gì? Hằng số. Mô đun của hằng số thì bằng chính nó. Chứ đừng ai lại đi 4 trên trị của z tất cả bình cộng 8 bình căn nhá. Vế phải là hằng số thì mô đun của hằng số là chính nó, đúng không? Thế thì vế phải giữ nguyên là 4 trên trị tuyệt đối của z cộng 8. Căn với bình ta mất đi mà. Thế mọi người sai vế phải này rồi, đúng không? Hiểu chưa? Vế phải là hằng số thì căn của cái hằng số đấy bình thì vẫn bằng chính nó mà. Nên mọi người bị sai cái chỗ đấy hết. Bây giờ quy đồng lên là ra bậc 2 chưa? 5 nhân trị tuyệt đối của z bình trừ 8 nhân trị tuyệt đối của z trừ 4 bằng 0. Anh có bình phương đâu. Trị tuyệt đối của cái mô đun của số phức 3 trừ 4y bằng 5 luôn, còn gì em? Căn của 3 bình cộng 4 bình mà. Vế kia cũng là làm gì có căn đâu mà phải bình phương. Thế bây giờ bậc 2 ta bấm máy luôn nhá. 5 này, trừ 8 này, trừ 4 này. Ta ra 2 cả, trừ 2 phần 5 đúng không? Suy ra trị tuyệt đối của z bằng 2 hoặc trị tuyệt đối của z bằng trừ 2 phần 5, loại chưa? Trị tuyệt đối của z là một số dương mà. Loại đúng không? Thế ta chỉ còn 2, mà 2 thì thuộc khoảng từ đâu? Từ 1 phần 2 đến 9 phần 4 chưa? Easy thế thôi mà. Rồi ôi. Hiểu chưa? Dễ chưa? Được chưa bên này? Còn nhớ mọi người vẫn có thể làm theo cách gì? Phần thực phần ảo nhá. Hay ta có cần thử theo cách cũ không? 3 trừ 4y đóng mở ngoặc nhân với x cộng y bằng 4 trên căn x bình cộng y bình cộng 8 đúng không? Nhân tung ra cho phần thực bằng phần thực phần ảo bằng phần ảo giải hệ dãy y thì nhân tung ra được cái gì? Phần thực sẽ là 3x cộng 4y bằng 4 trên căn x bình cộng y bình cộng 8. Phương trình thứ hai là trừ 4x cộng 3y bằng 0 đúng không? Giải hệ lấy ra x y đúng chưa? Nhưng mà rõ ràng mọi người thấy rằng gì? Làm theo cách cũ thì rất là dài, giải hệ có căn mà, đúng không? Tiếp tục nhá, câu 5 nhá. Câu 5 làm được không? Có mỗi chữ z đúng không? Để nguyên một vế, dồn hết những thằng kia lại, ta được gì? Căn 10 trên z bằng căn 10 trên z bằng luôn. Vế bên phải à, bên trái nhân tung ra này. Trị tuyệt đối của z cộng 2y trị tuyệt đối của z cộng 2 trừ y. Cộng 2 trừ y.
bằng phần thực để riêng này, trị tuyệt đối của z cộng 2 cộng với mở ngoặc 2 lần trị tuyệt đối của z trừ 1 đóng ngoặc nhân y. Về trái vẫn chép nguyên là căn 10 trên z. Lấy mô đun 2 về đúng không? Mô đun của căn 10 bằng căn 10. Mô đun của đó sẽ là chia cho trị tuyệt đối của z đúng không? Mô đun của một thương bằng thương các mô đun mà. Bằng vế phải là căn của mở ngoặc trị tuyệt đối của z cộng 2 tất cả bình cộng với mở ngoặc 2 nhân trị tuyệt đối của z trừ 1 tất cả bình. Được chưa? Bình phương 2 vế lên ta được 10 trên trị tuyệt đối của z bình bằng khai triển thức về bên phải luôn nhá. 2z bình bình là 4z bình là 5z bình, 5 trị tuyệt đối của z bình. Bên này là 4z, bên kia sẽ là gì? Trừ 8 đúng không? 4 với trừ 8 là trừ 4 trị tuyệt đối của z cộng 5 đúng không? Ờ, 4 trừ 4 hết, xin lỗi. Hai cái trừ 4z là mất rồi. 4z cả bên kia là trừ 4z mất. Như vậy vế phải là 5 trị đối z bình cộng 5 đúng không? Được chưa? Em giải ra z bằng mấy? Giải ra z bằng mấy? Quy đồng lên là mọi người giải được mà. Z bằng 1 đúng không? Trị tuyệt đối của z bằng 1. Đúng chưa? 10 trên 1 bình bằng 5 nhân 1 bình cộng 5 mà. Z bằng 1 thì suy ra cái gì? Thay lên đề bài là ta tìm được ra ngay z bằng đúng không? Biết z rồi thay vào v kép đúng không? Đấy là cách thứ nhất, hiểu chưa? Cách thứ hai này, z bằng 1, anh nhẩm thử luôn một số câu này. Z bằng 1, à trị tuyệt đối z bằng 1 nhá. Thì suy ra z bằng 1 luôn đúng không? Suy ra z bằng y được không? Z bằng 1 hay z bằng y thì đều có mô đun là 1 đúng không? Anh lấy cái z bằng 1 thay vào v kép bằng 1 trên 1 cộng 1 có phải v kép bằng 1 phần 2 không? Đúng chưa? Lấy z bằng y thay vào xem ra gì? V kép sẽ bằng 1 trên 1 cộng y đúng không? V kép bằng 1 trên 1 cộng y, mọi người bấm máy đi. Thì bằng căn 2 trên 2 à? Đâu, cứ bấm lại đã. Số phức này. 1 chia cho 1 cộng với y bằng 1 phần 2 chứ. Trừ 1 phần 2 y. V kép mà có phải mô đun đâu. Sau đó người ta hỏi phần thực thì vẫn là 1 phần 2 chưa? Thế thì C là đáp án luôn chưa? Mình lấy hai số Z bất kỳ mà vẫn ra C làm gì đúng không? Hiểu chưa? Còn nếu ai muốn tính chính xác thì lấy cái trị đối Z bằng 1 thay vào đề bài tìm ra Z ấy. Ok chưa? V kép ra 1 phần 2 hoặc là 1 phần 2 trừ 1 phần 2 y mà. Hiểu chưa bên này? Ở dưới Tấn nào, tạo được chưa? Nào bên này được chưa? Ok nhá. Câu 5 tiếp, à câu 6 nhá. Câu 6 bây giờ quen rồi đúng không? Ta lại biệt lập cái z sang một vế mà nó biệt lập sẵn cho mình rồi đúng không? Nhưng vế phải thì chưa được. Vế phải phải tách phần thực phần ảo riêng mà, đúng chưa? Thì ta được này, 2YZ bằng nhân tung phần thực phần ảo riêng này trừ trị tuyệt đối của Z trừ 1 cộng Y nhân mở ngoặc trị tuyệt đối của Z trừ 1 đóng ngoặc. Đúng chưa? Phần thực ở vế phải là trừ trị tuyệt đối Z trừ 1, phần ảo là trị tuyệt đối Z trừ 1 đúng không? Lấy mô đun 2 vế. Vế trái mô đun của 2YZ thì bằng mô đun của 2Y nhân mô đun của Z đúng không? Mô đun của 2Y bằng 2 luôn đúng không? Như vậy ta được vế trái là 2 nhân trị tuyệt đối của Z. Vế phải lại là căn của trị tuyệt đối của Z cộng 1 tất cả bình. Trừ trừ thì rút ra thì bình phương lên vẫn thành cộng đúng không? Cộng với mở ngoặc mô đun của Z trừ 1 tất cả bình. Bình phương 2 vế lên, khai triển thức là xong. Vế trái sẽ là 4 trị đối Z bình. Vế phải là Z bình là 2 trị đối Z bình cộng 2 trừ 2 hết cộng 2. Như vậy suy ra trị đối của Z bằng mấy? Bằng 1 đúng không?
Đúng chưa? Như vậy đáp án C. Đấy thì với cái con này ta làm như này rất là nhanh đúng không? Chứ AB hoặc là XY cái này toàn ngay. Hiểu chưa? Hiền hiểu chưa? Câu 7 tương tự không? Z ngang. Mọi người lưu ý này, Z với Z ngang vai trò giống nhau đúng không? Đều là số phức hết. Được chưa? Modul với Z, cả modul Z ngang là như nhau mà, đều là trị đối Z mà đúng không? Đấy, thế ta làm như bình thường thôi. Em lại biệt lập nó sang này. Về trái ta sẽ để là căn 26 chia cho Z ngang bằng về phải nhân tung này, 2 trị đối của Z cộng 3Y trị đối của Z trừ 3 cộng 2Y chuyển vế. Về trái chép nguyên này, căn 26 giống con nuôi là căn 10 đấy nhỉ, trên Z ngang bằng phần thực là 2 trị đối của Z trừ 3 cộng với Y nhân mở ngoặc 3Z trị đối Z cộng 2. Lấy mô đun 2 vế đúng không? Căn 26 giữ nguyên, dưới sẽ là trị đối của Z. Nhớ nhá, trị tuyệt đối của Z và Z ngang là bằng nhau, đúng không? Vế phải sẽ là 2 trị tuyệt đối của Z trừ 3 tất cả bình cộng với 3 trị tuyệt đối của Z cộng 2 tất cả bình căn. Và nhiệm vụ mọi người bây giờ là gì? Bình phương hai vế và giải, đúng không? Suy ra đi. 26 trên trị tuyệt đối của Z bình bằng vế bên này rút gọn là 4 này, 94 là 13 trị tuyệt đối của Z bình trừ 12 với 12 mất này, 9 cộng 4 cộng 13. Đúng không? Nhẩm được ngay trị đối Z bằng 1 này. Đúng chưa? Nhẩm được ngay trị đối Z bằng 1 đi. Mà để nó bằng 1 thì thầy có mỗi đáp án gì? Đáp án B thỏa mãn không? Được chưa? Suy ra trị tuyệt đối của Z bằng 1 thì có mỗi đáp án B là thỏa mãn luôn, lớn bằng 1 mà. Hiểu chưa? Bây giờ là easy rồi gì? Câu 8 bây giờ trẻ trâu không? Mấy câu trên còn loằng ngoằng hơn chứ câu 8 bây giờ thì dễ quá thì nó đúng không? Thì câu 8 để lại cho mọi người làm nhá. Ta làm sang câu 9 đi, nó bắt tìm phần ảo. Nó không tìm modul Z mà lại bắt tìm phần ảo thì ta làm câu 9 đi. Câu 10 thì mình lại thấy giống câu 7 rồi đúng không? Thế bây giờ làm câu 9 nhá. Câu 9 này, Z ngang lại biệt lập sang một vế. Y nhân Z ngang, Y nhân Z ngang này bằng trị tuyệt đối của Z trừ 1 cộng với Y nhân mở ngoặc 5 mà trừ đi 2 thì còn 3 đúng không? Thì là cộng với 3Y thôi, không phải mở ngoặc nữa. Mô đun 2 vế này, mô đun của Y bằng 1, 1 nhân với mô đun của Z bằng bên kia sẽ là Z mô đun trị đối Z trừ 1 tất cả bình cộng cộng mấy? Cộng 3 hay cộng 9? Cộng 9, vì là 3 bình và ta có căn với phải mà đúng không? Bình phương hai vế ta được Z bình trị đối Z bình bằng trị tuyệt đối Z bình trừ 2 trị tuyệt đối của Z cộng 10 đúng không? Thế suy ra trị tuyệt đối của Z bằng 5. Đấy, bây giờ cái trò bằng 5 này. Đến đây dừng lại tí nhá. Nghe này. Tự luận thì bọn em có thể thay trị đối Z bằng 5 vào cái đề bài để tìm ra Z ngang. Đúng không? Nhưng có một cái vấn đề mọi người cẩn thận ăn quả lừa. Thay vào ra Z ngang mà lại bắt tìm phần ảo của Z cơ đúng không? Thì phải đổi dấu. Đúng chưa? Mọi người không cẩn thận nó không đổi dấu đâu. Đấy, thì bây giờ mọi người bấm ra thôi. Z ngang bằng 5 trừ 1 là 4, 4 cộng 5y, 4 cộng 5y mà chia y xong trừ 2. Chuyển số phức đã. 4 cộng 5y chia cho y sau đó trừ đi 2 bằng 3 trừ 4y đúng không? Thì suy ra Z sẽ bằng 3 cộng 4y. Như vậy là phần ảo bằng 4, đáp án B. Hiểu chưa? Ok, tiếp tục đi. Tiếp này câu 12 này, những câu trên nó tương tự rồi để bọn em tự làm. Ta có Z bằng bằng gì? Trừ 1 cộng với Y nhân mở ngoặc sẽ là gì?
trị tuyệt đối của z trừ 3 đúng không? Chuyển vế mà. Lấy mô đun hai vế này, trị tuyệt đối của z bằng 1 cộng với trị tuyệt đối của z trừ 3 tất cả bình căn. Ta bình phương hai vế lên là z bình bằng 1 cộng với trị tuyệt đối của z bình trừ 6z cộng 9. Như vậy ta sẽ ra được là trị tuyệt đối của z bằng mấy? 10/6 à? 10/6 là 5/3 đúng không? Trị tuyệt đối z bằng 5/3. Thay lên trên bấm ra z này. Z của mình sẽ bằng gì? Trừ 1 cộng y nhân với 5/3 trừ 3 trừ 4/3 là bằng trừ 1 trừ 4/3 y đúng không? Thế thì a bằng trừ 1 và b bằng trừ 4/3 đúng không? Thế suy ra này, 2a cộng 3b bằng trừ 2 trừ 4/3 nhân với 3 thì bằng trừ 6. Hơi mệt đúng không? Cái này sao? Vấn đề gì không? Sao không làm được thắc mắc không ra với cả ra trừ 7? Cả phòng bên đấy ngồi im thế, như cún luôn. Trừ 6 chuẩn luôn nhá. Câu nào nữa nào? Câu 13 ok không? 14 à? Ờ ok, nhưng mà 14 có vấn đề gì đâu em. Nhưng mà em tính ra 2. 13, 14 có phải chữa không? Có à? Ờ thì chữ 14 nhá. Bây giờ cho mọi người chọn 13, 14, 15 chọn cái gì đọc? 14 nhá. À thì 14. Z bằng căn 2 mô đun Z trên 1 cộng y cộng với 2y, quy đồng lên luôn, bằng căn 2 mô đun Z, căn 2 mô đun Z cộng 2y trừ 2 tất cả trên 1 cộng y. Z cuối cùng bằng này, căn 2 mô đun Z trừ 2 cộng 2y trên 1 cộng y. Lấy mô đun 2 vế này, trị tuyệt đối Z bằng căn 2 mô đun Z bình trừ 2 tất cả bình đúng không? Căn 2 mô đun Z trừ 2 tất cả bình cộng với mấy? Cộng với 4. Chia cho, chia cho gì? Căn 2 đúng không? Chia cho 2 đi, rồi tất cả lấy căn to. Chia cho 2 rồi tất cả lấy căn to. Bây giờ em nhìn cái trong căn ở bên phải trước đi đã. Ở cái ngoặc đầu tiên rút căn 2 nhân được chung, bình phương lên là 2 đúng không? 4 rút 2 ra chỉ tiêu mẫu chưa? Thế thì ta sẽ bằng được luôn căn to của này. Trong ngoặc còn trị tuyệt đối của Z trừ căn 2 tất cả bình cộng 2. Mỗi thế thôi, mẫu chỉ tiêu rồi đúng không? Bình phương hai vế lên ta được trị tuyệt đối Z bình bằng trị tuyệt đối Z bình khai triển thức mà, trừ 2 căn 2 trị tuyệt đối của Z cộng 4. 2 trị đối bình mất rồi. Như vậy là trị tuyệt đối của Z sẽ bằng gì? 4 chia 2 căn 2 thì bằng căn 2 đúng không? Đúng chưa? Trị tuyệt đối của Z bằng căn 2 thì thay vào bấm máy ra Z đi. Căn 2 với căn 2 là 2. 2 chia cho 1 cộng y rồi cộng 2y đúng không? 1, 2 này. 2 chia cho 1 cộng y cộng với 2y bằng 1 cộng y. Thế thì a bằng 1, b bằng 1 đúng không? 5 trừ 9 bằng trừ 4. Đây. Ok chưa? Bên này hiểu không? Nghĩ chuẩn số luôn rồi. Được chưa? Tiếp tục không? 16 không? Ôi 15 dễ rồi em. 15 nhân tung nó ra trong nhóm Z là nhân tử chung mà. Em lại ra đáp, ra đáp số rồi gì? Ra khác à? 15 có ai ra không? Làm chưa? Úi dồi ôi, bây giờ vẫn còn đang làm giết tôi à? Ra A gì? Ok, ta thử luôn nhá. Nó hơi dài, hơi ngại một tí. Nhân tung này, trị tuyệt đối của Z nhân Z trừ 4 trị tuyệt đối của Z trừ y nhân trị tuyệt đối của Z bằng cộng 2y nữa, cộng 2y bằng 5Z trừ yz. Nhóm hết Z nhân tử chung này ta được trị tuyệt đối của Z
trừ 5 cộng y bằng, những cái còn lại vứt sang vế phải này, 4 trị tuyệt đối của z cộng với y nhân mở ngoặc trị tuyệt đối của z trừ 2 đóng ngoặc, đúng chưa? Lấy mô đun hai vế này, trị tuyệt đối của z nhân với căn của trị tuyệt đối của z trừ 5 tất cả bình cộng 1 bằng 16 trị tuyệt đối của z bình cộng với trị tuyệt đối của z trừ 2 tất cả bình căn tiếp. Bình phương hai vế lên thì giải ra trị đối z rồi gì, đúng không? Bình phương lên ta sẽ được là trị tuyệt đối của z bình nhân với trị tuyệt đối của z bình, anh khai triển luôn, trừ 10z, 10 trị đối z cộng 25 cộng 1 là cộng 26 bằng 16 trị đối z bình cộng với z bình phải là 17 trị đối z bình trừ 4 trị tuyệt đối của z cộng 4 luôn, đúng chưa? Đây là phương trình bậc 3 gì? Tối đa 3 nghiệm. Phương trình bậc 3 này tối đa 3 nghiệm. Mọi người bấm máy xem phương trình này nghiệm là bao nhiêu. Để đơn giản em có thể đặt cái trị đối z là m đi hoặc là t đi, đúng không? Viết ra xem nào. À xin lỗi, đây là phương trình bậc 4. Anh đặt là m nhá. Ta được m bình này, m mũ 4 trừ 10m mũ 3 trừ 10m mũ 3 cộng 26m bình và bên kia 17m bình, đúng không? Thế còn mấy? Cộng 9m bình cộng 4m trừ 4 bằng 0, đúng không? Được chưa? Xử lý đó đi. Phương trình nhẩm được một nghiệm rồi. Thì như nghiệm m 1 hay sao nhỉ? Chuẩn luôn, m 1. Còn cái bậc 3 đúng không? Bấm cái bậc 3 xem ra nghiệm không? Nghiệm âm bỏ nha em. Nghiệm âm phải bỏ nhá. Đúng chưa? Vì m là mô đun của z mà, mô đun z là không âm mà. Như vậy chắc chắn có nghiệm m 1 này. Mà như cái máy này giải được bậc 4 tổng quát mà, tội gì? 1, 9, 2, 4. 1 này, trừ 10 này, 9 này, 4 này, trừ 4 này. Chẳng tội gì, dùng công nghệ đi. Bình tĩnh. Một cái là 8,9 năm lấy được này, một nghiệm. Một là hai nghiệm này, 0,69 là ba nghiệm này, âm bỏ đúng không? Như vậy suy ra 3m. M bằng 0,69, m bằng 8,95 và m 1 có ba nghiệm đúng không? Có ba nghiệm này thì có ba cái số phức chưa? Như vậy C. Đúng không? Ok nhá. Thế thôi. Câu 16 cho mọi người tự làm, thích thì cho mượn nháp. Câu 16 thì tính ra được đáp án A nhưng mà nó hơi dài đấy. Được chưa? Ok nhá.